Cũng trong dịp này, Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Thời gian qua, hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu đã có những bước tiến mạnh mẽ. Từ 150 hội viên ban đầu, đến nay đã tăng lên hơn 500 hội viên, tạo việc làm và đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương và hỗ trợ an sinh xã hội. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận Hải Châu đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp trong quận những năm qua, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quận ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo quận cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu nói riêng và doanh nghiệp trên địa bàn quận nói chung. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã trao thưởng tôn vinh Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu và 17 doanh nhân tiêu biểu, 12 cá nhân đã được Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu khen thưởng.